Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 14 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám. Sẵn sàng cho lễ hội Đền Phù Ủng Xuân Kỷ Hợi 2019, tưởng niệm 744 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước. Huyện Mỹ Hào làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Nghị lực của cậu học trò khiếm thị Nguyễn Văn Quảng, học sinh trường trung học cơ sở Nhân La, huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại thôn Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành tu bổ tôn tạo đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám. Sự buổi lễ có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng những người con quê hương Hưng Yên đang công tác tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã tặng hoa chúc mừng nhân niềm vui chung của nhân dân. Hoàng Hoa Thám, sinh năm 1836, mất năm 1913, tên thật là Đoàn Văn Nghĩa. Ông quê ở làng Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Ông là người anh hùng áo vải, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp từ năm 1885 đến năm 1913 tại vùng rừng núi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân rộng lớn nhất, kéo dài nhất và là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp xâm lược. Đền thờ Hoàng Hoa Thám được tu bổ tôn tạo trên ngôi đền cũ từ giữa năm 2017 trên tổng diện tích rộng hơn 3.500 m², tổng kinh phí xây dựng trên 11 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác. Đến nay, đền được xây dựng xong theo kết cấu kiểu chữ đinh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã nêu bật niềm tự hào của các cấp hội nông dân cả nước về người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, người con của quê hương Hưng Yên. Tấm gương, lòng nghĩa khí của ông luôn là niềm tự hào để các hội viên nông dân trên cả nước học tập và noi theo. Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công đức đúc quả chuông nặng 300 kg vào cụm di tích lịch sử đền thờ Hoàng Hoa Thám và coi đây là địa chỉ đỏ, là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho hội viên nông dân các địa phương trong cả nước thời gian tới. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho cụm di tích đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nêu bật vai trò, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế cũng như những đóng góp của Hoàng Hoa Thám đối với sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chống thực dân Pháp. Hưng Yên là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là nơi sinh thành, nuôi dưỡng nhiều người con có chí lớn, phục vụ đất nước trong các giai đoạn lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó phong trào khởi nghĩa Yên Thế và sự hy sinh của Hoàng Hoa Thám đã đánh dấu một thời kỳ cuột khởi oanh liệt, là minh chứng sức mạnh hùng hậu của người nông dân đất Việt, của giai cấp nông dân trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những năm qua, để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, cùng với nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Hưng Yên luôn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, vừa để đẩy mạnh phát triển du lịch, vừa để giáo dục truyền thống, nguồn cội của dân tộc. Nhằm tri ân tôn vinh các bậc tiền nhân có công với nước, với quê hương, đồng thời đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh nhà phát triển, tôi yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân các huyện, thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tiếp tục đầu tư cùng nguồn xã hội hóa để xây dựng tu bổ tôn tạo các đền thờ bảng nhãn Nguyễn Trung Ngạn, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ trấn thủ Lê Đình Kiên, khu di tích địa điểm Cây Đa và đền Na Tiến, đền thờ Trạng Nguyên Tống Chân, khu di tích Hải Thượng Nán Ông, Nê Hữu Trác, khu lưu niệm lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy Nguyễn Thiện Thuật và các danh nhân tiêu biểu khác trên địa bàn tỉnh. Ngành giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với ngành văn hóa thể thao du lịch, ủy ban nhân các huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch chương trình trải nghiệm đối với học sinh thông qua việc tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa
các nhà tưởng niệm, lưu niệm các danh nhân, các bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh để hun đúc tình yêu quê hương đất nước, lòng nhiệt huyết, cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay cũng như là thế hệ trẻ mai sau. Tôi tin rằng học tập ý chí chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và tình yêu quê hương của danh nhân Hoàng Hoa Thám sẽ tạo thêm động lực, tinh thần quyết tâm để toàn Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp và sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới ở năm 2019, xây dựng Hưng Yên thành miền quê đáng sống, xứng đáng là quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, của danh nhân Hoàng Hoa Thám và các danh nhân ưu tú khác. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã dâng hương trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Phù Ủng tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ đông đảo du khách thập phương đến tham quan và dâng hương. Như thường lệ, lễ hội đền Phù Ủng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng. Tuy nhiên, từ ngày 1 Tết Nguyên đán, đền đã mở cửa để phục vụ đông đảo du khách thập phương. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 5 đến 7 nghìn lượt khách đến tham quan dâng hương. Công tác chuẩn bị cho lễ hội cũng được ban tổ chức thực hiện chu đáo. Ngay từ khu vực ngoài cổng, các điểm trông giữ xe được mở rộng phân luồng cho các loại phương tiện. Giá vé gửi xe nên biết công khai rõ ràng, cụ thể xe đạp 3.000 đồng một xe, xe máy 10.000 đồng một xe, xe ô tô có giá từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng quân sự xã và công an huyện tăng cường, dẹp bỏ các trò chơi cá cược mê tín dị đoan, ăn xin quanh khu vực đền. Nhiều năm tôi quay trở lại đền Ủng, tôi thấy sự thay đổi rất lớn, phong quang của đường dốc rất là rộng mở, du khách đi rất đông nhưng mà đi trong trật tự và văn minh, dân ở đây cũng hiếu khách. Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh lễ dâng hương tưởng niệm, cầu chúc thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có các trò chơi dân gian truyền thống như múa rối, hát chầu văn, hát chống quân, hát giao duyên, cờ tướng, đấu vật, múa lân, múa rồng. Ủy ban xã đã ra quyết định thành lập ban tổ chức và thành lập 5 tiểu ban giúp việc. Ban tổ chức và các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đến thời điểm này thì tất cả mọi việc chúng tôi đã chuẩn bị xong chu đáo để phục vụ cho ngày lễ dâng hương mùng 10 tháng Giêng tới đây. Đúng 9 giờ sáng ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, ban tổ chức lễ hội đền Phù Ủng long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm lần thứ 744 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước. Chỉ còn vài ngày nữa là các tân binh chính thức lên đường nhập ngũ. Thời điểm này, các thanh niên ưu tú đã được tuyển chọn ở huyện Văn Giang đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt thời gian từ khi có lệnh gọi khám tuyển đến nay, các thanh niên trong độ tuổi ở các xã của huyện Văn Giang luôn nhận được sự ủng hộ, động viên tích cực từ phía gia đình, có tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chờ ngày lên đường, làm nhiệm vụ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ đã cơ bản hoàn thiện. Các thanh niên cũng đã được cấp phát đầy đủ quân tư trang. Hiện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng đã thành lập các tổ công tác chuẩn bị phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp gỡ động viên các gia đình trước ngày tổng quân. Được biết, chất lượng sức khỏe của các thanh niên khá tốt, có tới trên 30% thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Năm 2019, Văn Giang được giao tuyển chọn 169 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 thanh niên được giao cho Bộ Công an. Thực hiện công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, huyện Mỹ Hào đã tuyển chọn 167 công dân đủ các điều kiện lên đường nhập ngũ theo đúng quân số của tỉnh giao. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp huyện làm tốt công tác này. 10 năm nay, xã Minh Đức luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Để làm tốt công tác tuyển quân đợt này, xã đã tiến hành đồng bộ các bước từ khâu tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục tư tưởng trách nhiệm công dân đối với đất nước đến công tác rà soát, sơ khám tuyển và tuyển gọi. Nhờ vậy, toàn xã đã có 8 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Phát huy cái truyền thống của quê hương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã làm các cái bước rà soát, tuyển chọn, quản lý tốt công dân trúng tuyển.
Thế và thường xuyên tổ chức các cái buổi giao lưu tặng quà để động viên kích lệ tinh thần anh em. Thế nhìn chung là tất cả các nam công dân rất là phấn khởi để bước vào cái ngày hội giao quân. Để đảm bảo số quân luôn đủ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp của huyện Mỹ Hào đã đề ra các phương án dự phòng. Qua đó, việc nắm bắt tình hình, di biến động về số quân luôn được cập nhật và đảm bảo cả số quân dự phòng. Xác định cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự quốc phòng địa phương. Cho nên là ngay từ khi bước vào mùa tuyển quân, thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện là chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở, nhất là các xã thị trấn là làm tốt các khâu, các bước trong quy trình của công tác tuyển quân. Đối với các xã thị trấn là thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của các công dân trúng tuyển, và cho đến giờ phút này thì đã đảm bảo được đầy đủ các cái chỉ tiêu mà Ủy ban dân tỉnh đã giao. Nhờ làm tốt các khâu, đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng, gặp gỡ động viên nên tâm tư tình cảm, các tân binh đều phấn khởi và nhận rõ trách nhiệm nghĩa vụ công dân trong công tác bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất vui khi được trở thành chiến sĩ đứng trong hàng ngũ của quân đội Việt Nam và cảm thấy rất vinh hạnh vì điều đó. Qua thống kê cho thấy đợt tuyển quân lần này, huyện Mỹ Hào đạt chất lượng khá. Trong đó, tân binh có trình độ đại học cao đẳng đạt gần 30%, hầu hết các tân binh đều đạt sức khỏe loại tốt. Đảm bảo bàn giao đủ 167 tân binh cho các quân binh chủng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có 58 hợp tác xã kiểu mới được thành lập, qua đó giúp cho các hộ nông dân liên kết lại với nhau, chuyển đổi từ hoạt động sản xuất nhỏ lẻ manh mún để phát triển lên thành sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, huyện Khoái Châu thành lập nhiều nhất với 12 hợp tác xã, huyện Tiên Lữ 8 hợp tác xã, huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên mỗi huyện 7 hợp tác xã. Các hợp tác xã đa dạng các mô hình sản xuất thâm canh, kinh doanh như nhân và chăm sóc cây giống, dịch vụ sau thu hoạch, chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh hoa cây cảnh, sản xuất nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm, tiêu thụ nông sản, nuôi thủy sản, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Qua thực tế cho thấy, mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới đã thể hiện vai trò quan trọng là cầu nối trong việc tiếp thu, hướng dẫn, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi hiệu quả cây trồng vật nuôi chủ lực. Thế mạnh của các địa phương trong tỉnh, hoạt động của các hợp tác xã đảm bảo khâu dịch vụ đầu vào lẫn đầu ra mà hộ nông dân cá thể không làm được hoặc làm nhưng không hiệu quả, đồng thời giúp cho các hộ nông dân liên kết lại với nhau, chuyển đổi từ hoạt động sản xuất nhỏ lẻ manh mún gắn sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm để phát triển lên thành sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, giá lợn trên thị trường không ổn định gây khó khăn cho nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tuy vậy, ở rất nhiều địa phương, các trang trại đã liên kết chăn nuôi lợn theo chuỗi khép kín, từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua mô hình hợp tác xã. Cách làm này tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định, bảo đảm hiệu quả trong chăn nuôi. Trước đây, trang trại chăn nuôi lợn của ông Vũ Minh Chiến, cũng như các trang trại chăn nuôi ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, mỗi khi giá lợn trên thị trường xuống thấp thì việc chăn nuôi duy trì đàn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, tháng 11 năm 2017, ông Chiến cùng với 18 hộ trong xã đứng lên thành lập hợp tác xã chăn nuôi lợn thịt. Để đảm bảo quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã đã phối hợp với các doanh nghiệp, viện chăn nuôi để được cung ứng nguồn thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Các thành viên trong hợp tác xã đều đầu tư xây dựng chuồng trại hiện đại khép kín nhằm tránh ảnh hưởng của thời tiết, khống chế dịch bệnh. Nhờ đó, chất lượng thịt xuất chuồng luôn đảm bảo. Các công ty chế biến thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh đến tận nơi thu mua với giá cao hơn thị trường. Năm 2018, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt gần 20 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây. Cái được cái lớn nhất của chúng tôi, cái hợp tác xã đây là anh em cùng bảo ban nhau làm. Và những cái lúc dịch bệnh khó khăn, là anh em chúng tôi ngồi bàn tán những cái công việc nó rất thiết thực. Cái thứ hai nữa là huy động được cái nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, là chúng tôi anh em rất phấn khởi là tập trung đấy. Thế khi vào tác xã này thì anh em chúng tôi thì giờ tiêu thụ con lợn nó cũng rất dễ dàng, và chúng tôi bán ra thị trường cái con lợn chúng tôi cũng dám đã khẳng định được là con lợn tôi là chất lượng. Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Xô Việt
xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm được thành lập năm 2016. Sau khi thành lập hợp tác xã, số lượng đàn lợn hợp lại lớn đã cho phép các gia đình mua trực tiếp thức ăn chăn nuôi từ các nhà máy thông qua đại diện hợp tác xã với giá thấp và được tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng ngừa dịch bệnh cho lợn. Nhờ vậy, đã giảm được khoảng 10% chi phí thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng trừ dịch bệnh trên đàn lợn, hạ giá thành sản phẩm. Mặt khác, do tuân thủ chặt chẽ quy trình nuôi lợn theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hợp chăn nuôi với tự giết mổ và chế biến thịt lợn thành các sản phẩm quy cách đã giúp gia tăng giá trị thu nhập của đàn lợn nuôi lên 5-7%. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi nói trên, đến nay, hợp tác xã Siêu Việt đã duy trì được đàn lợn nuôi thường xuyên 3.000 con, mỗi năm xuất bán ra thị trường hơn 200 tấn thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, doanh thu đạt gần 12 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng trên năm. Trong liên kết với nhau theo chuỗi là hợp tác xã là phân công là có người thì chuyên quản lý về đầu vào, người thì chuyên sản xuất con giống và người thì sản xuất đầu ra và tiêu thụ ra thị trường. Hiệu quả liên kết thì nó đảm bảo được cái chất lượng của đầu ra để cho bà con khi tiêu và người tiêu dùng là nó đảm bảo được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì không ảnh hưởng đến các cái dịch bệnh mình quản lý được. Hiện nay, tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt trên 600.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng gần 150.000 tấn, đã có trên 20 hợp tác xã chăn nuôi lợn được thành lập với khoảng 300 trang trại chăn nuôi. Chăn nuôi lợn phải gắn với chuỗi ngành hàng, từ chăn nuôi đến giết mổ, đến chế biến và với thị trường. Để làm được việc đó thì chúng ta phải thực hiện cho tốt cái kế hoạch 200 của tỉnh về phát triển các chăn nuôi, các hợp tác xã kiểu mới. Làm sao là đảm bảo được cái cùng đầu vào, cùng khoa học kỹ thuật và đặc biệt là phải liên kết sản xuất để giải quyết khâu đầu ra gắn với thị trường tiêu thụ. Muốn phát triển rộng thì tất cả các trang trại đều phải có cái kịch bản tiêu thụ. Tiêu thụ được thị trường đến đâu thì mở quy mô đến đó, mà phải đảm bảo được 3 vấn đề. Một là phải an toàn thực phẩm, hai là an toàn dịch bệnh, ba là an toàn môi trường. Phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi là một trong những cách làm được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi trong thời gian tới. Mô hình này tạo ra sản phẩm đồng đều, bảo đảm chất lượng, tăng sức cạnh tranh, giúp người chăn nuôi yên tâm về đầu ra, hạn chế rủi ro. Thời gian qua, Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tổng hợp Hoa Thiên Phú ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đẩy mạnh việc thu mua dược liệu, đảm bảo đầu ra nông sản ổn định cho người dân địa phương. Hợp tác xã Hoa Thiên Phú hiện có 20 hộ tham gia, đã hình thành một chuỗi sản xuất và cung cấp các sản phẩm từ cây dược liệu như hoài sâm, cúc hoa, tinh bột nghệ. Bên cạnh nguồn nguyên liệu từ các hộ thành viên, thời gian qua Hợp tác xã Hoa Thiên Phú đẩy mạnh thu mua dược liệu tươi của các hộ dân tại địa phương và một số xã trong khu vực như Minh Hải, Chỉ Đạo, Đại Đồng, thị trấn Như Quỳnh, trung bình từ 6 đến 7 tạ một ngày với giá ổn định. Qua đó không chỉ góp phần đảm bảo nguồn tiêu thụ nông sản cho nông dân mà còn giúp các hộ thành viên tăng thu nhập so với làm riêng lẻ, trung bình đạt 200 triệu đồng một năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ việc tích cực tuyên truyền tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng như khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Mỹ ngày càng tăng. Với quy mô khoảng 100 giường bệnh, trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đón tiếp lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ 300 đến 400 lượt người. Trung tâm hiện đang quản lý 172.000 thẻ bảo hiểm y tế, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Nếu như các năm trước đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt khoảng 60 đến 70%, thì vài năm trở lại đây, nhờ nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, nên tỷ lệ này ngày càng tăng. Tỷ lệ người dân đến khám bảo hiểm y tế cũng tăng lên 90%. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú chuyển lên tuyến trên cũng chỉ dao động khoảng 3 đến 5%. Tham gia bảo hiểm y tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn chia sẻ gánh nặng tài chính, chi phí khám chữa bệnh đối với người dân. Vì vậy, việc tích cực tuyên truyền để tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ tham gia bảo hiểm y tế cao hơn nữa là điều cần thiết. Mặc dù bị mù bẩm sinh, nhưng cậu học trò Nguyễn Văn Quảng, học sinh trường trung học cơ sở xã Nhân La, huyện Kim Động, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành lập trình viên máy tính.
phát hiện bị mù bẩm sinh, nhưng học đến lớp 7 thì Quảng vĩnh viễn sống trong thế giới bóng đêm. Với niềm đam mê tin học đã khiến em nỗ lực vượt qua khiếm khuyết của bản thân. Những ngày đầu làm quen với việc học mà không có ánh sáng, em cặm cụi với chiếc máy tính, kiên trì tập gõ và quen nhịp với bàn phím một cách thuần thục. Ngay từ đầu thì nó cũng khó ở cái đoạn đánh văn bản, về sau thì cũng dễ. Bây giờ cháu muốn học loại máy tính hơn, muốn lập trình các phần mềm. Khi mà cháu bị bệnh như vậy thì cháu cũng rất là cố gắng trong học tập. Ngay từ nhỏ là cháu học bài, là đi lớp về là có bài nào đến hôm nào trên lớp chưa hết là về cháu tự bỏ ra cháu làm, không bao giờ phải nhắc nhở. Hiện Quảng vẫn đến lớp đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 9. Qua sự nỗ lực, giờ đây việc học không còn là thách thức với em nữa. Em đã thành thạo trước nhiều thao tác như đánh văn bản, ký tự toán học, lướt web, tạo dựng các trang mạng. Những tiết học, kiến thức của thầy cô được em tiếp thu một cách nhanh chóng và em được thầy cô quý mến đánh giá cao. Tôi thấy em Quảng mặc dù là bị khiếm thị nhưng mà em có tinh thần học tập rất là tốt. Em luôn yêu thích những cái môn học và rất là hòa đồng với các bạn ở trong lớp. Bạn Quảng chính là một trong những tấm gương để cho những cái bạn học ở trong lớp noi theo vì sự nỗ lực, sự cố gắng vươn lên của bạn trong học tập. Thiệt thòi hơn, các bạn không có đôi mắt sáng, nhưng với em, tinh thần lạc quan đã chiến thắng sự khiếm khuyết ấy. Mong rằng với sự nỗ lực của bản thân, Quảng sẽ đạt được ước mơ và trở thành lập trình viên, là giáo viên cho những học trò khiếm thị trong tương lai.